Xin chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay thứ sáu ngày 30 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn. nâng cao khả năng cứu hộ, xử lý sự cố tai nạn đuối nước. Trong phần tin thế giới, tài chế rác thải công nghiệp thành giường ngủ giá rẻ. Tạm dừng giao tranh ở Gaza để tiêm vaccine bại liệt cho trẻ em. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, lãnh đạo các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh và các huyện thành phố. Kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 đã xem xét, thảo luận thông qua dự thảo nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang. Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả giả soát, điều chỉnh bố trí vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh các dự án được điều chỉnh và bố trí kế hoạch vốn trong dự thảo nghị quyết đã được cơ quan soạn thảo ra soát, tổng hợp. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng đường kết nối liên kết vùng Tuyên Quang Hà Giang với đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ được điều chỉnh thành dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang để đảm bảo phù hợp với tên dự án đã được phê duyệt. Dự thảo nghị quyết cũng bổ sung tăng kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất và điều chỉnh phân bổ chi tiết vốn. Kỳ họp cũng đã xem xét, thảo luận và thông qua dự thảo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, xây mới một số công trình phục vụ cho huấn luyện dự bị động viên tỉnh Tuyên Quang. Tiến hành bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí Phạm Ninh Thái, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 có ý nghĩa rất quan trọng đáp ứng kịp thời yêu cầu trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tổ chức có liên quan, quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được chuẩn bị kịp thời, hiệu quả. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp và công tác bầu cử tại kỳ họp được thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền và các quy định của pháp luật. Sau khi nghị quyết được ban hành, Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp các ngành các đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện các nghị quyết trong thời gian tới hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện tốt chức năng của các cơ quan dân cử tại địa phương theo quy định để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra sẽ tiếp tục đồng hành phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân tỉnh để chủ động giả soát ban hành các nghị quyết đáp ứng kịp thời về yêu cầu về công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như hoàn thiện các cơ chế thể chế thuộc thẩm quyền các giải pháp để điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các nhiệm vụ về bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh thường trực hội đồng nhân dân tỉnh các ban hội đồng nhân dân tỉnh và các tổ đại biểu và các vị đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức giám sát chú trọng hiệu quả giám sát và tăng cường giám sát tại cơ sở để đạt kết quả tốt nhất với tinh thần đó tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng cảm ơn. Chiều nay, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 tại Đảng bộ tại Đảng bộ phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang. Cùng dự có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. Trong dịp này, Đảng bộ phường Đông Tiến có 11 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đảng viên được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, một đảng viên được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, ba đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và năm đảng viên nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng khẳng định trao tặng huy hiệu đảng là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu đảng tiếp tục giữ gìn, phát huy bản lĩnh phẩm chất cách mạng của người đảng viên, gương mẫu vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, góp sức cung cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hồng Trang, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy chủ trì hội nghị chuyên đề về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng. Dự hội nghị có lãnh đạo một số ban ngành, chủ nhiệm, ủy viên, ủy ban kiểm tra đảng ủy, các huyện, thành phố. Hội nghị chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng nhằm tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vương mắc để thực hiện công tác này một cách hiệu quả trong thời gian tới. Các đại biểu đã thảo luận về nội dung xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát năm, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, những vướng mắc thuộc vấn đề giải quyết tố cáo trong đảng công tác phối hợp để tránh trồng chéo của công tác kiểm tra giám sát. Các ý kiến cũng đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên đối với công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng, tập trung kiểm tra giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực và có nhiều khiếu kiện, khiếu kiện kéo dài, đồng thời quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân, chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Trong chiều nay 30 tháng 8, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với Công an cấp xã, tôn vinh các điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và xây dựng Công an xã thị trấn. Đồng chí Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Thị Thanh Trà, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác xây dựng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Các mặt công tác của lực lượng công an cấp xã dần đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, dân chủ Nội dung đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh với công an cấp xã tập trung vào vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên cấp xã. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Vương đã biểu dương ghi nhận những nỗ lực cố gắng và kết quả nổi bật của lực lượng công an tuyên quang, đặc biệt là lực lượng công an cấp xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục chủ động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng công an cấp xã, khắc phục những khó khăn, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở các chủ trương, giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ổn định ngay từ cơ sở. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở giai đoạn 2023-2024. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen 43 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng điển hình tiên tiến trong lực lượng công an xã, thị trấn. Cũng trong chiều nay, đồng chí Ma Thị Thúy, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tuyên Quang đã trao huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 cho đảng viên thuộc đảng bộ xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa. Trong dịp này, đảng bộ xã Tân Mỹ có 3 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ trao huy hiệu đảng, đồng chí phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội chuyên trách tỉnh tuyên quang ma thị thúy mong muốn các đồng chí đảng viên nhận huy hiệu đảng đợt mùng hai tháng 9 tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị phẩm chất của người đảng viên là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo đồng chí yêu cầu đảng bộ xã tân mỹ làm tốt công tác phát triển đảng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên xây dựng đảng bộ xã trong sạch vững mạnh lãnh đạo nhân dân xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp văn minh xin được chuyển sang các thông tin khác trong nhiều năm qua, huyện Chiêm Hóa đã có nhiều chương trình chính sách để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Từ đó đã có phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng, diện tích rừng, phát triển kinh tế xã hội và tăng thu nhập cho người dân. Tân An là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn và phát triển kinh tế rừng hiệu quả của huyện Chiêm Hóa. Hiện nay, xã có trên 3.600 hecta rừng sản xuất. Những năm qua, rừng đã giúp nhiều hộ dân trong xã thoát nghèo vươn lên làm giàu tại địa phương cùng với việc duy trì, phát triển tốt số diện tích rừng trồng, xã cũng tập hợp chỉ đạo, hướng dẫn người dân phát triển trồng rừng, xây dựng các cơ sở chế biến lâm sản, đồng thời phát triển rừng gỗ lớn để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao. Để phát triển kinh tế rừng bền vững thì ủy ban nhân xã cũng đã chỉ đạo cho các thôn và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cái, cái việc trồng rừng và chăm sóc rừng theo hướng thâm canh. Và hiện nay thì có một số hộ dân trên địa bàn xã đã sử dụng cái cây giống từ được hỗ trợ từ nghị quyết 03 của hội đồng nhân dân tỉnh để đưa vào trồng rừng. Tổng diện tích rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp của huyện Chiêm Hóa trên 96.300 ha, rừng sản xuất trên 62.000 ha. Phân huy tiềm năng lợi thế, các địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác trồng rừng thâm canh, nhất là triển khai hiệu quả nghị quyết 03 của hội đồng nhân dân tỉnh. Hiện nay các xã đang tích cực tuyên truyền người dân tập trung chăm sóc diện tích rừng trồng mới, đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Đặc biệt, việc phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, cán bộ kiểm lâm bám cơ sở để tuyên truyền, hỗ trợ người dân phát triển rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ FSC để nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng. Cũng bám sát đến người dân và tuyên truyền cho người dân thì xem giả soát cái diện tích mà mà đủ điều kiện thì có thể uh, làm cái hồ sơ thủ tục về quản lý rừng người theo cái FSC. Thì uh, sau khi mà 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 uh, giả soát ấy, thì sẽ hỗ trợ uh, cái người dân về cái cái thủ tục hướng dẫn cái uh, quy trình chăm sóc kỹ thuật về quản lý rừng bền vững. Tiếp tục tập trung triển khai việc quán triệt lồng ghép thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia quản lý chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp, chiêm hóa đang phát triển ngành lâm nghiệp một cách bền vững kết hợp với lợi ích kinh tế với mục tiêu bảo vệ môi trường, từ đó tạo việc làm thu nhập cho người dân. Những năm qua, sản xuất nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn quy chuẩn đã được bà con nông dân trong tỉnh quan tâm, áp dụng có hiệu quả. Hướng đi này không những nâng cao được chất lượng, giá trị gia tăng mà còn là cơ hội để các sản phẩm nông sản mở rộng được thị trường tiêu thụ, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững. Với những cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, nhiều năm qua bà con nông dân huyện Nam Yên đã mở rộng diện tích sản xuất cam theo tiêu chuẩn hữu cơ và việt gáp tuy năng suất thấp hơn nhưng giá trị kinh tế lại cao gấp 3 lần so với sản xuất thông thường. Đặc biệt là bảo vệ môi trường, sức khỏe người tiêu dùng và luôn ổn định đầu ra cho sản phẩm. Toàn bộ vườn cam nhà tôi là chăm sóc theo kiểu việt ghép. Số lượng cây cam hiện tại đang thu là gồm có cam Vinh, cam Cao Thành và cam xã Đoài ạ. Cộng thêm gần 1.000 cây bưởi nữa. Dự tính năm nay khoảng gần 200 tấn với giá là đang ước tính là khoảng 2 tỷ rưỡi tiền quả. Nhà tôi sản xuất hữu cơ thì cũng rất là tốt bảo vệ môi trường bảo vệ sức khỏe nó không có gì độc hại để sang năm tôi tôi cũng mở thêm đấy một diện tích thêm ít nữa để tăng thêm thu nhập cho gia đình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa tập trung vào các sản phẩm chủ lực sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong ba khâu đột phá mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh tuyên quang lần thứ 17 đã đề ra Tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở để ngành nông nghiệp cơ cấu lại sản xuất, tập trung vào những sản phẩm đặc sản có lợi thế cạnh tranh, quy hoạch vùng để thúc đẩy sản xuất và phát huy tối đa lợi thế so sánh của địa phương. Đến nay, nông nghiệp của tỉnh phát triển khá toàn diện và đang chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn với năng suất và chất lượng ngày càng cao, nhất là diện tích sản xuất nông nghiệp an toàn ngày càng được mở rộng tiếp tục phối hợp với các cái đơn vị liên quan tuyên truyền hướng dẫn các cái tổ chức cá nhân đăng ký thực hiện cái chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung xây dựng một số cái mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên các cái cây trồng có giá trị kinh tế để tuyên truyền nhân rộng trong sản xuất làm tốt cái công tác giới thiệu quảng bá các cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ kết nối để đưa các cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ vào các cái trung tâm thương mại các siêu thị và hỗ trợ để tham gia các cái hội trợ để giới thiệu các cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong nước và quốc tế. Với những cơ chế chính sách khuyến khích đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn hữu cơ và VietGAP sẽ thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững. Xác định các chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là rất cần thiết, huyện Na Hang đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên đối. Đàn dê của chị Hoàng Thị Tiêu, tổ dân phố Khuân Phương, thị trấn Na Hàng, sau 3 tháng nhận về đã có lứa dê mới. Dù không nhiều, nhưng đàn dê được hỗ trợ đã giúp gia đình chị có thêm sinh kế và hướng phát triển kinh tế mới. Cũng là thêm hy vọng về một cuộc sống ấm no hơn. Trong thời gian nuôi được 3 tháng thì gia đình cũng có có hai mẹ thì để được ba ba con qua cái đàn dê này thì gia đình tôi cũng rất là mong muốn là nuôi nó được thuận lợi ấy và gia đình cũng vượt qua được một phần khó khăn nào trong gia đình. 10 dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang được huyện Na Hàng triển khai. Trong đó tập trung thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng, nhà ở, nước sạch, điện, giáo dục, y tế giúp nâng cao chất lượng đời sống cho người dân đồng thời tại điều kiện kết nối giữa các vùng, các khu vực kinh tế, giúp cho việc tiếp cận với các nguồn lực, vật tư, thiết bị sản xuất, tiêu dùng cũng như dịch vụ hỗ trợ đa năng hơn. Tuy nhiên đến nay, tiến độ giải ngân chương trình này còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Với tổng nguồn vốn là trên 170 tỷ đồng, huyện mới chỉ giải ngân được gần 30%. Nguyên nhân được cho là do cán bộ thực hiện tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong quá trình triển khai, dẫn đến công tác giả soát, thực hiện các nội dung hỗ trợ trực tiếp cho người dân ở một số dự án chưa được kịp thời. Bên cạnh đó là một số dự án chưa có hướng dẫn cụ thể nên gặp nhiều vướng mắc. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, thế nhưng mà tiến độ giải ngân vốn trong địa bàn huyện nhìn chung là chậm. Thì một số nội dung thì cũng là đang triển khai thực hiện. Để riêng vốn đầu tư thì cũng được tích cực triển khai thực hiện. Thế nhưng mà qua quá trình chuẩn bị hồ sơ ngay đầu năm thì thời tiết nó không thuận lợi, những cái tháng mưa nhiều nên những cái khó khăn thứ hai nữa một số cái nội dung mà cơ bản hiện nay đến phần tồn nhiều vốn là nó đang vướng mắc về cơ chế chính sách phòng cũng đã tham mưu cho ủy ban huyện là có kiến nghị với các cấp các ngành có trách nhiệm mà để tháo gỡ trong những tháng cuối năm huyện na hàng sẽ tập trung thực hiện giải ngân đối với các dự án tiểu dự án không còn vướng mắc về cơ chế đồng thời thực hiện ra soát đối với các nội dung khó có khả năng giải ngân trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh kịp thời kế hoạch thực hiện trong thời gian tới trong phần tiếp theo của chương trình. Nâng cao khả năng cứu hộ, xử lý sự cố tai nạn đuối nước. Bộ Y tế khuyến cáo biện pháp phòng bệnh sởi. Vừa qua, xã Bình Sa, huyện Hàm Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được kết quả đó, với mỗi một tiêu chí khi thực hiện đều được địa phương này triển khai với quan điểm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Bình Sa là xã thứ hai được tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xác định giáo dục là một trong những tiêu chí then chốt trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Bình Sa, huyện Hàm Yên đã làm tốt công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Trường lớp khang trang hiện đại với đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị hiện đại, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và học ở các trường. Đến hết tháng 8 năm 2024, trường mầm non, trường tiểu học đều đạt chuẩn, trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây là yếu tố quan trọng có phần đạt mục tiêu với đích nông thôn mới kiểu mẫu của xã. Năm học 2024 không như 2025 và những năm học tiếp theo thì chúng tôi sẽ duy trì tất cả các cái kết quả cũng như thành tựu của nhà trường đã đạt được trong những năm học vừa qua và tiếp tục nâng cao hơn nữa cái chất lượng dạy và học trong các trường cũng như là uh, tích cực hơn trong cái công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo để tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng để đáp ứng cái nhu cầu phát triển uh, trong thời đại mới. Hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục đồng bộ, hiện đại, diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện, sáng, xanh, sạch, đẹp, an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn được giữ vững. Thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Bình Sa đã huy động nguồn lực được trên 156 tỷ đồng nhiều giải pháp được triển khai thực hiện như phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo, tạo điều kiện để cho các hộ nghèo vay vốn sản xuất, tổ chức sản xuất hàng hóa chất lượng cao gắn với nhu cầu thị trường, khuyến khích người dân tham gia và thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác. Toàn xã hiện có 8 hợp tác xã và nhiều công ty doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả. Các hoạt động kinh tế sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ của xã đều phát triển. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2023 đạt trên 56 triệu đồng một năm tăng gấp 3 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm còn hơn 4%. Tới đây thì các vị chính quyền sẽ tiếp tục tuyên truyền và triển khai các cái giải pháp để cho các gia đình cũng như là các hợp tác xã trên địa bàn tiếp cận các nguồn vốn để nâng, tiếp tục nâng cao thu nhập để đảm bảo duy trì các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc xã Bình Sa tiếp tục chung sức đồng lòng để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng bền vững, tiếp tục củng cố xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn bình yên, đoàn kết, đồng thuận, kỷ cương, có phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế học sinh sinh viên nói riêng là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước nhằm hướng tới công bằng chăm chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Bước vào năm học 2024-2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các nhà trường để tuyên truyền đến học sinh sinh viên thực hiện chính sách an sinh xã hội quan trọng này. Một buổi tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, cán bộ phòng truyền thông bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp trao đổi trả lời nhiều câu hỏi của học sinh về bảo hiểm y tế. Qua đó giúp các em hiểu về chính sách, có phần vận động gia đình, người thân cùng tham gia. Về nội dung ngày hôm nay thì nó rất là ý nghĩa và con sẽ tuyên truyền về những cái tác dụng của bảo hiểm y tế và những chính sách hỗ trợ của bảo hiểm y tế đối với những học sinh sinh viên và những khoản chi trả của bảo hiểm y tế. Đầu năm học mới, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các cơ sở giáo dục thực hiện việc tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh. Cán bộ bảo hiểm xã hội được giao phụ trách địa bàn, trường học trực tiếp làm việc với các nhà trường để thực hiện nội dung này. Đối với các nhà trường, việc lồng ghép tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế cũng được quan tâm chú trọng. Lồng ghép ý nghĩa của bảo hiểm y tế vào các môn học như giáo dục công dân, môn học hoạt động trải nghiệm, để phụ huynh học sinh và um, học sinh có thể hiểu được cái tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong việc bảo vệ con người. À, chính vì vậy cho nên là trong những năm vừa qua, trường trung học cơ sở Phan Thiết uh, đã có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế rất cao, à, 100% học sinh đã tham gia công tác bảo hiểm y tế. Trong những năm qua, công tác bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được những kết quả quan trọng. Số lượng học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế luôn tăng học sinh sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đầy đủ và kịp thời. Khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến, học sinh sinh viên được chi trả các mức 80% đến 95%, 100% chi phí tùy theo từng mã thẻ. Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có gần 43.000 học sinh thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ đạt 100%. Ngay từ đầu năm học thì bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang triển khai các cái văn bản đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đến các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó chúng tôi đã đẩy tập trung đẩy mạnh cái công tác truyền thông chính sách ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên các cái nền tảng mạng xã hội phối hợp với trường đại học Tân Trào cũng như trường cao đẳng nghề kỹ thuật Tuyên Quang để tuyên truyền cho tân sinh viên nhập học vào cái năm học mới. Học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế không chỉ được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn khi không may ốm đau bệnh tật mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của các em và gia đình trong việc chia sẻ rủi ro với cộng đồng. Với những lợi ích và giá trị nhân văn này, chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đã thực sự đi vào cuộc sống với sự chủ động tích cực tham gia từ phía học sinh sinh viên và phụ huynh. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Giấy An Hòa vừa tổ chức luyện tập phương án Cứu nạn Cứu hộ tình huống đặc trưng sự cố tai nạn đuối nước. Đây là lần đầu tiên tình huống đặc trưng này được luyện tập thực tế. Phóng viên Việt Bách, thông tin chi tiết. Tình huống giả định được đặt ra đó là có hai người dân trong quá trình đánh bắt cá đã gặp tai nạn và rơi vào tình huống nguy hiểm do đuối nước. À, đúng lúc này thì có các công nhân của công ty cổ phần Gen hòa đi qua và họ đã à, lao xuống dòng nước để mà cứu người. Tuy nhiên do sức yếu thì các công nhân này cũng bị rơi vào tình huống nguy hiểm và ngay sau khi nhận được à, tin báo thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Long Bình An đã cử cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện đến hiện trường để nhanh chóng cứu và tìm kiếm các nạn nhân. Đứng cạnh tôi à, lúc này là Thiếu tá Lê Minh Tường, phó đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Long Bình An. À, thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết mục đích ý nghĩa của cuộc diễn tập ngày hôm nay. Hàng năm thì tai nạn đuối nước là một những tai nạn mà gây ra nhiều những cái vụ tử vong đáng tiếc trong người dân và bà con nhân dân hiểu được cái sự nguy hiểm cũng như là tầm quan trọng của cái việc cứu nạn cứu hộ trong cái việc đuối nước thì phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức cái buổi thực tập cái phương án tình huống giả định cứu nước qua buổi thực tập giúp cho cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tuyên quang thứ nhất là hiểu biết được những tính năng tác dụng của những cái trang thiết bị phương tiện cứu nạn cứu hộ được trang cấp để từ đó mà khi gặp những cái tình huống những cái sự vụ thực tế trong thực tế thì anh em cán bộ chiến sĩ có thể là tự tin để sử dụng những cái trang thiết bị đó để phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ. À, vâng thưa quý vị và các bạn như chia sẻ của thiếu tá lê minh tường thì hàng năm đuối nước cũng gây ra rất nhiều những vụ tai nạn thương tâm và thông qua những cái cuộc diễn tập như thế này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống đuối nước mà còn giúp trang bị cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng chức năng những kỹ năng cơ bản và những kiến thức cần thiết để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra tin trong nước tiến dụng bất động sản tiếp tục tăng trưởng trong nửa đầu năm 2024 nhờ vào sự phục hồi của thị trường và lãi suất vay giảm, các ngân hàng vẫn đẩy mạnh cho vay bất động sản, đặc biệt là các dự án có pháp lý đầy đủ. Dư nợ tín dụng bất động sản vượt mốc 3 triệu tỷ đồng, đánh dấu tín hiệu tích cực. Theo báo cáo từ ngân hàng Techcombank, Tính đến cuối tháng 6 năm 2024, dư nợ cho vay mua nhà của ngân hàng này đạt 181.700 tỷ đồng, tăng 6,3% so với đầu năm và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, số liệu từ ngân hàng nhà nước cho thấy tín dụng vào lĩnh vực bất động sản tính đến ngày 31 tháng 5 tăng 4,61% so với cuối năm 2023, chiếm 21,51% tổng dư nợ nền kinh tế. Trong đó, khoảng 60% dư nợ tín dụng bất động sản tập trung vào các hoạt động phục vụ mục đích tự sử dụng, trong khi tín dụng kinh doanh bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng 10,29% so với cuối năm 2023. Các chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản đang có dấu hiệu hồi phục khi mặt bằng lãi suất cho vay được duy trì ở mức thấp, góp phần kích thích nhu cầu vay vốn của cả chủ đầu tư và người mua nhà. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay được kéo dài 4 ngày và theo thông tin mà chúng tôi nhận cập nhật từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì dịp nghỉ lễ năm nay thời tiết trên địa bàn cả nước có nhiều hình thế tác động. Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa rào và rông sẽ là thời tiết chủ đạo của miền Bắc trong ngày đầu nghỉ lễ. Tuy nhiên, hình thái này sẽ không kéo dài. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 9, phổ biến ít mưa, nắng ráo và có tình trạng oi bức về trưa và chiều. Trong khi đó trung bộ lại có sự khác biệt giữa hai khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Đáng chú ý nhất là khu vực Tây Nguyên Nam Bộ. Theo dự báo khu vực này thời tiết không mấy thuận lợi cho các hoạt động vui chơi. Sau đợt nghỉ lễ trong khi thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không có nhiều thay đổi thì vùng mưa rông ở Tây Nguyên Nam Bộ sẽ có xu hướng mở rộng lên khu vực Trung Trung Bộ. Người dân và các địa phương cần đặc biệt lưu ý thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến tại địa chỉ Lũ quét lở nchmf gov vn Tin Thế Giới Tổ chức Y tế Thế Giới WHO hôm qua 29 tháng 8 thông báo sẽ có lệnh tạm dừng giao tranh ở Gaza để tiêm vaccine bại liệt cho hàng trăm nghìn trẻ em sau khi một em bé mắc ca bệnh đầu tiên được xác nhận sau 25 năm ở vùng lãnh thổ này. Ngay sau đó, Hội đồng An ninh ngay sau đó thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã tổ chức họp về tình hình ở Trung Đông, về tình hình và nhân đạo tại Gaza. Theo WHO, sẽ có ba đợt tạm dừng nhân đạo, mỗi đợt kéo dài 3 ngày, lần lượt tại miền Trung, miền Nam và miền Bắc của giải Gaza. Đợt tạm dừng nhân đạo đầu tiên dự kiến bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 tới. Tổ chức này cho biết, mục tiêu là tiêm chủng cho khoảng 640.000 trẻ em dưới 10 tuổi tại Gaza và chiến dịch này đã được phối hợp với chính quyền Israel. Tuy nhiên, có thể cần thêm nhiều thời gian để hoàn thành việc tiêm chủng. Hamas đã hoàn ngành và sẵn sàng hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc tạm dừng nhân đạo, trong khi phía Israel cho biết dự kiến sẽ có một số đợt tạm dừng có giới hạn ở một số khu vực nhất định để cho phép các hoạt động nhân đạo quốc tế. Theo số liệu chính thức, nhiệt độ cao và điều kiện khô hạn trong mùa hè năm 2023 đã khiến năng suất lúa ở các vùng trồng chính của Nhật Bản sụt giảm và gây ảnh hưởng đến chất lượng gạo. Góp phần khiến cho lượng gạo tồn kho tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 25 năm. Tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nông nghiệp Saitama, các nhà nghiên cứu đã lấy hạt giống từ khắp Nhật Bản, canh tác và thụ phấn chéo trong nỗ lực tạo ra các giống lúa có khả năng chống chịu tốt hơn, ví dụ như Emi Hokuro. Là niềm tự hào của Nhật Bản, gạo được xem là loại ngũ cốc cao cấp làm nguyên liệu cho các món ăn đặc trưng như sushi, đồng thời cũng là thực phẩm được tiêu thụ rộng rãi. Theo đó, năng suất lúa thấp của năm ngoái là một trong những yếu tố khiến giá gạo tăng mạnh. Một báo cáo của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản công bố hồi tháng 7 dự báo đến năm 2100, năng suất lúa ở nước này ước tính sẽ giảm khoảng 20% so với thế kỷ trước. Do đó, việc chuyển sang các giống lúa chịu nhiệt cao là biện pháp quan trọng nhất để giải quyết tác động của biến đổi khí hậu đối với cây lúa và tình trạng thiếu hụt có thể xảy ra trong tương lai. Với mong muốn hỗ trợ cho các gia đình người Palestine, di tản và nhiều gia đình khác đang gặp khó khăn tại Ai Cập, một doanh nhân người Ai Cập đã biến rác thải công nghiệp thành giường ngủ giá rẻ, phục vụ cho cộng đồng. Anh Ibrahim, chủ sở hữu công ty khởi nghiệp Mobikia ở thủ đô Cairo của Ai Cập, đã hợp tác với một số tổ chức để cung cấp giường giá rẻ tái chế từ vỏ xe ô tô, gỗ pallet và thùng máy giặt và được trang trí hoa văn cùng màu sắc bắt mắt nhờ sử dụng vật liệu tái chế nên sản phẩm có giá thấp. Một chiếc giường có giá 70 đô la Mỹ, tức khoảng 1,7 triệu đồng Việt Nam, còn nếu tính luôn cả nệm thì giá cũng chỉ gần 100 đô la. 60 giây cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến dịch sởi đang lây lan nhanh trong cộng đồng để chủ động các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tối đa sự lây lan trong cộng đồng và nhanh chóng kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh sởi, Bộ Y tế đã ban hành quyết định 2495 về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi năm 2024, trong đó có vaccine chiến dịch do chính phủ Australia tài trợ. Cùng với đó, Bộ Y tế đã ban hành các công văn về việc chủ động triển khai phòng chống dịch bệnh mùa tự trường, công văn về việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi cùng với các hướng dẫn khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh sởi. Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ ngành và địa phương liên quan tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, chủ động công tác giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch và thường xuyên đánh giá nguy cơ, phân tích tình hình và đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời hiệu quả đồng thời chủ động phối hợp với các địa phương lân cận để chia sẻ, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi. Những thông tin trong mục 60 giây cập nhật đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.